Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Nhung. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái cách vẽ hoa cúc bằng cái cọ hoa cúc size bé nhá. Cái cọ này thì nó có size cực kỳ bé và vẽ rất là dễ. Đầu tiên thì mình sẽ cách điệu nó lên một chút. Đáng ra bình thường thì mọi người có thể vẽ như thế này, nhưng mà mình sẽ làm ombre thì nó sẽ có vẻ là nhìn nó sẽ đẹp hơn ấy. Video trước mà mình không lồng tiếng là bởi vì là nó bị mình bị viêm họng. Video này đỡ hơn thì mình sẽ lồng tiếng cho mọi người nghe cho nó dễ hơn nhé. Thường thì cảm giác là sẽ lồng tiếng thì nó sẽ làm cho mọi người dễ hiểu hơn. Đây là một trong những cách làm ombre dễ nhất này. Và đối với những cái màu nhạt như thế này thì đơn giản. Vừa xong là cái cọ hoa cúc của mình nhé. Và đây là cái set gel vẽ này. Đây là cọ hoa cúc size bé, vẽ cực kỳ dễ. Các bạn cứ vẽ như theo mình nhé. Chỉ cần là kéo xuống thôi. Nếu mà ai muốn điệu hơn thì sẽ vẽ nhiều nét hơn. Như mình là điệu hơn là mình sẽ vẽ 5 nét. Và cái lần thứ hai tô là mình sẽ vẽ thêm 5 nét nữa. Thường thì những cái cánh ở ria ấy thì mình sẽ vẽ gọi là vẽ nó bé. Còn giữa khung hình ấy thì bao giờ mình cũng sẽ vẽ hơi to to một chút. Đây này, giữa khung hình này thì mình sẽ vẽ to hơn một chút vì nó sẽ bắt hơn. Vẽ hoa cúc này cũng sẽ tương tự nhá. Các bạn khi mà vẽ như này này thì nên sử dụng set gel vẽ, cọ vẽ. Như cái gel vẽ nãy mình vừa đưa ra ấy, nó rất là rẻ thôi, nó chỉ có hơn mấy chục nghìn một hũ thôi. Nhưng mà các bạn có thể vẽ được 3 năm, tầm 2 đến 3 năm. Ở cái cánh hoa này này thì mình sẽ vẽ tầm 5 cánh. Rồi nhá, sẽ cho đi hơ này. Cái đoạn mình cắt đoạn hơ ấy, hơ rồi thì sẽ vẽ lần 2 và sẽ tô lại, điểm lại những cái chỗ này. Cọ này thì vẽ rất là dễ, cực kỳ dễ luôn nhá. Chỉ cần lồng lại những cái nét cuối thôi. Và nếu mà cảm giác là hoa nó bé quá thì sẽ cho thêm một vài nét lên trên nữa. Đừng nghĩ là vẽ như thế này nó xấu, bởi vì là các bạn còn tô cánh này, tô nhụy, tô lá nữa cơ, nên nó sẽ rất là đậm đà ấy. Các bạn cứ tự tin mà vẽ. Rồi, như thế này nhá. Xong là mọi người sẽ cho đi hơ này. Và tiếp theo đấy thì sẽ sử dụng màu thạch đen. Nếu mà không có màu thạch đen thì sử dụng màu đen pha với một chút tốp nhá. Tốp bóng này hoặc là bay bóng, bay ấy, cái lớp nền ấy. Đấy, mọi người pha cho nó loãng ra thì nó sẽ thành màu thạch của mọi người tô lớp đầu tiên này. Sau khi tô xong nhá thì các bạn sẽ cho đi hơ giúp mình, bởi vì gel này không bao giờ tự khô được. Hơ nhá. Hơ xong rồi thì bắt đầu sẽ sử dụng cái gel cọ nét này này, vì nó rất là được dễ và nó tiện. Còn nếu không thì các bạn có thể sử dụng gel vẽ như cái hũ gel lúc nãy, nhưng mà màu đen của mình. Thường thì một set nó có 12 màu ấy, rất nhiều màu để chọn thì cứ tha hồ mà chọn thôi. Như thế này rồi là kéo xuống. Các bạn có thể kéo nhẹ nhàng rồi kéo đậm đà tùy. Cái này là tùy nhá. Rồi tiếp theo sẽ vẽ lá, rồi là sẽ vẽ một số họa tiết trang trí. Vì đây nó sẽ là một ngón nhấn nên các bạn có thể làm một ngón trong, làm hai ngón đi, trên một bàn tay thì là thành bốn ngón ở trên cả một cái hai bàn tay ấy. Thì nó là một cái điểm nhấn rất là đẹp đối với những cái bông hoa nhí như thế này. Vẽ không cần phải quá chi xuất sắc nhưng mà nó ra hình là được. Rồi, như thế này mọi người có thể là chấm thêm một chút nữa nhìn cho nó cầu kỳ hơn ấy. Thực chất là cái này nó chẳng có cái gì cả, rất là đơn giản. Rồi, xong nha mọi người. Sơn tốp giúp mình. Sơn tốp giúp mình là xong. Đây là cái mà sau khi mà mình đã sơn tốp bóng này. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video này của mình, và hẹn gặp lại mọi người những video sau nhé.